Ngày mai 19 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa vụ án VN Pharma ra xét xử phúc thẩm. Đây là vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đặc biệt nhất là các bệnh nhân ung thư. Trong vụ án VN Pharma, kết luận giám định của Hội đồng Giám định Bộ Y tế cho thấy lô thuốc H. Capita 500 được nhập về không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Nhiều câu hỏi được đặt ra, nếu không dùng để chữa bệnh ung thư cho người thì nó sẽ được dùng để chữa bệnh cho ai? Cũng liên quan đến vụ án VN Pharma, ông Phạm Văn Thông vừa có đơn cứu xét gửi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị xem xét một số nội dung vụ án. Đồng thời, ông cũng xin được thi hành án sớm vì vụ án kéo dài khiến ông quá mệt mỏi. Theo đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo từ 16 tháng 10 năm 2017, toàn bộ số heo đưa vào tiêu thụ ở Thành phố Hồ Chí Minh phải được truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, vào hai đợt cao điểm trước, ngày 1 tháng 3 và 31 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa lại lỡ hẹn với mục tiêu truy xuất 100% thịt heo trên thị trường. Tàu sân bay hạt nhân Mỹ Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận hải quân với Hàn Quốc giữa lúc căng thẳng về chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên lên cao. Trung Quốc sẽ không nhân nhượng với tham nhũng, không nao núng trong việc đả hổ diệt ruồi. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố như vậy tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng nhiều tuyên bố quan trọng khác. Me Too, tôi cũng vậy. Phong trào đang lan rộng trên mạng xã hội thể hiện sự đoàn kết chống lại tình trạng quấy rối tình dục và dũng cảm lên tiếng vạch trần tình trạng tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ. Thông tin chi tiết của những vấn đề này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin VNO vào 18h30 phút và tối vào lúc 19h trên kênh VTC1 và VTC1 HD.